Alo, thân chào anh em cũng như là thân chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục đó là thanh lý vài món hàng điện tử giá rẻ vào buổi sáng này nha anh em. Thì anh em nào mà có muốn mua đồ thì chúng ta đó là xuống đường link bên dưới phần mô tả nha. Mình bán hàng thông qua Shopee, không bán hàng thông qua số điện thoại, anh em thông cảm giùm cho mình nha. Mình xin nhắc lại lần thứ N nha. Và đầu lời nói đầu tiên cho phép mình xin được cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến các sản phẩm của mình. Cảm ơn đến tất cả những ai đã từng mua đồ và góp ý cho mình nha. Rồi bây giờ mình xin đó là đi vào từng món đồ và mình bán ngày hôm nay nha. Đầu tiên là mình bán một cái ấm điện nè mọi người. Cái ấm điện này thì nhìn nó rất là cổ kính nha. Tình trạng đó nè. Ở bên trong nó có cái gì đã ghê tại, có cái gì mà đo nước ở trong luôn nữa kìa. Mình vừa ngày qua đây mình bán mà mình không phát hiện cái này nữa. Có cái đồng hồ đo nữa nè. Nước bao nhiêu độ luôn. Đây có mực nước. Cái này thì nó bị mình nghi là nó bị ở dưới này nè. Nghi là nó bị cái này nó bị nhúc nhích nè. Đó. Mình không có cái đế mà mình thử nó cho nên nó là thua. Bán với giá 50k nha mọi người. Dành cho cái ấm này nha. Ấm nhìn đẹp thế ghê. 50k nha. Mình bán một cái đèn bắt mũi 20k nha mọi người. Đèn bắt mũi này ghim vô là còn đèn còn sáng luôn á. Đó, ghim vô nè đèn nó còn sáng luôn nè. Đèn bắt mũi 20k. Rồi mình bán một cái đây có một cái đèn Canton nè mọi người. Cái đèn này là mình thấy thường là thấy ở đâu. Thì cái đèn này thì nó ghim đèn vô đây nè là còn điều khiển được nha. Nguyên cặp luôn á. À mọi người, ê. Mình cấp điện 6V cho nó nha. Rồi. Đây, cái nút on nè. Nó còn sáng nè mọi người. Đèn còn sáng đàng hoàng nha. Ủa, mà sao hôm nay bữa nay không đủ điện hay gì. Cấp lên 10V coi. Rồi, sáng rồi nè mọi Dòng dòng ăn của nó quá quá mạnh. Đây một cái ha, bán cái này với giá đó là 45k nha mọi người. Và đây một bộ nữa nè mọi người ơi. Đây thêm bộ nữa nè. Bộ này đó mình cấp thôi. Bộ này thì hồi tối mình cấp thì nó không có lên. Không lên mình bán với giá đó là 30k nha. Mười cái không lên. Rồi. Đó, cái này thì không lên nhưng mà đèn còn sáng nha, mình đã thử đèn rồi thì đèn nó sáng bình thường nha mọi người. Cho nên cái này mình bán 30k nha. Này hư mạch rồi. Đèn thì vẫn còn sáng nha, đèn thì sáng tốt lắm. Hai bộ đèn nha mọi người. Rồi tiếp theo mình bán một cái modem wifi nha mọi người. Hiểu nè. Technicolor gì nè. Cái này cắm nguồn còn lên bình thường nha mọi người. Bán với giá 25k nha. Cắm nguồn 12V. Cắm vô nè mọi người. À đèn lên nè ha. Nguyên dãy đèn này lên hết nè. Wifi, LAN gì nè, online gì nè. Có nhiều chức năng. Cái này nó xài đó là cái 12V 1.5A nha. Đó, đèn còn lên nha. Tình trạng là còn lên nguồn nha mọi người. Mình bán một cái bóng đèn thật là to với giá là 8k nha mọi người. Bóng đèn này hỏng nha, mua về mọi người tự sửa chữa. Đèn led nha, đèn chà bá luôn.
ở đây thêm cái modem wifi nữa của Viettel nữa mọi người, bán với giá là 25k nha mọi người, 25 hay 20 gì đó. Cái này còn lên nguồn bình thường nha. Cái này là xài 12V 1A, chơi 1.5A luôn. Thử nó chạy không. Đây còn lên nguồn nè mọi người. Đó, ghim vô là nguồn còn lên nè, ầm ầm luôn. Power còn lên. Ở đây mình bán một cái máy sấy tóc nha mọi người, còn chạy được luôn nha. Cái máy này cổ nha mọi người, cắt rồi nè, nhưng mà mình test được nha, nó còn chạy nha. Hai chế độ chức năng gì nè thì mọi người, ở đây nó có hot, có vam, có gì nè, rồi có khôn khôn nó lạnh nữa. Này speed tốc độ bình 2, slow bình thường. Đó. Này còn xài được nha. Bán một cái ổ điện như thế này là 15k mọi người. Ổ điện nhìn chắc chắn dữ lắm luôn á. Mọi người mua về tự nghiên cứu nha. Có những cái mình không thử nha. Một cái đèn pin cổ nha mọi người, bán giá 10k mua về làm hoài niệm chơi, có bóng đèn ngày xưa nè. Xài để xài pin. Bán nguyên bộ gì mọi người 30k mọi người. Có nguồn luôn, còn lên nguồn bình thường nha. Cắm vô là còn lên nguồn. À, còn lên nguồn nè mọi người. Đó. Đó thấy không? Modem wifi. Chơi luôn cái cho nó cho cái cục sạc luôn. Có nguồn luôn. Bán cái ổ điện với giá 10k mọi người, xài được hai lỗ này, hai lỗ này không có gì trơn á, được hai lỗ này à. Ha. Dán băng keo lên chi ta. Dán cái hiệu lại. Mà cái ổ điện này còn xịn lắm mọi người ơi. Đó, bán với giá là 10k. Bán với cái này với giá 10k, bản điện gồm có 3 công tắc, một cái cầu chì. Cái này thì nó mất tiêu cái nắp này à, nên mua về tự nghiên cứu. Thì 10k thì cái này quá được rồi. Công tắc bây giờ mua 8.000 cái rồi, cái này nữa. Mua như thế này thì có 10k. Bán cái quạt này với giá 20k mọi người. Cái quạt này là cái quạt của máy lạnh nè, 3 dây nè, còn xài được. Vậy mua về tự nghiên cứu nha, chứ không nói trước nha. Mình thấy ghim vô nó còn chạy đó. Bán mấy cái mạch điện này mọi người, mỗi cái mạch gì là 5k nha mọi người. Mọi người mua về lấy linh kiện đồ chơi chứ cái này không xài được rồi đó, gãy rồi. Bán cái này với giá 5k 7k gì đó. Cái này có motor nè, mà không biết xài điện nhiêu con cho nên mình chưa thử nữa. Mà không biết làm gì luôn nữa. Nên là thôi. Có cái bộ gì đó không biết nguyên gì đó. Ở đây bán cái mạch này 8k mọi người. Cái mạch này một đống con sò này luôn nè, một đống cái con linh kiện gì đó. Dưới đây là một nồi con linh kiện luôn, mọi người mua về lấy linh kiện 8k nha. Mạch cái ghê cái mạch luôn. Ở đây có những cái mạch này bán 5k nè mọi người. Đây cái mạch 5k nữa nè. Một đống linh kiện luôn, mua về bật sức đó mà lấy mà sửa sang. Quá êm. Bán cái đèn này với giá đó là 7k mọi người. Đèn sạc phẩm à, về nghiên cứu. Bán mấy cái con đồ chơi nhiều lắm rồi mọi người. Đồ chơi này thì nó không có hoàn thiện nên bán giá rẻ. Máy bay, máy điều khiển nè, bên trong thì còn đầy đủ hết trơn. Mắc cái đuôi xe này nó gãy phía sau nè, nhưng mà bên trong nó còn mạch đồ. Cái này bán 10k mọi người, này thì bán 7k. Bán một cái đàn nữa nè, cái đàn em bé nữa nè, xài bằng điện, xài được luôn, còn xài tản thành tên luôn. Bán với giá đó là 7k luôn. Và nói chung là còn rất nhiều món đồ nữa, chẳng hạn như đây đó nè, thì mình không có giới thiệu hết đâu. Những cái này 5k, 7k, ổ điện này thì 10k. Ổ điện này thì nó có chỗ này nó bị lủng lỗ nên bán 10k. Ở dưới này không sao hết, không có gì hết, xài được bình thường. Ha. Thì đây là tất cả những món đồ cũ trong của ngày hôm nay ha.